Em Lanh GEC xin chào các bác anh chị Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về các yêu cầu đảm bảo để khi đổ bê tông đúng quy trình Một, đó là giám sát chặt chẽ hiện trạng cốt pha, đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố Hai, mức độ đổ dày hồn hợp bê tông vào cốt pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của cốt pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra 3. ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép cốt pha không cho phép đầm máy mới đầm thủ công 4. khi trời mưa phải che chắn không để nước mưa rơi vào bê tông trong trường hợp ngừng đổ bê tông qua, qua thời gian quy định phải đợi đến khi bê tông đạt 25 decian trên cm vuông mới được đổ bê tông. Trước khi đổ bê tông lại, bê tông phải xử lý bằng cách trà nhám đổ bê tông vào ban đêm và khi có sương mù phải đảm bảo độ sáng và nơi trộn bê tông để có ngôi nhà đẹp hãy liên hệ với em Lanh GEC qua số điện thoại 0962 536 895 để được tư vấn miễn phí.